Chào mọi người. Mọi người ơi, mình đã mới cho xoài đi ngủ rồi và bây giờ thì mình lại tranh thủ quay cái video ngày hôm nay. Thì qua tuần sau ấy là ngày 7 tháng 6 là em xoài sẽ chính thức tròn 6 tháng. Trời ơi, rất là nhanh luôn á. Và khi mà em bé bắt đầu 6 tháng thì sẽ ăn dặm, cho nên là trong tuần này thì mình đang tranh thủ để chuẩn bị giống như mấy cái đồ giống như là ghế ăn dặm nè, rồi mấy cái yếm cho em ý, với lại là mấy cái đồ chén dĩa để chuẩn bị cho em ý á. Hôm qua thì mình đã order cái ghế ngồi ăn dặm ấy thì nó đã mới tới rồi nhưng mà bọn mình chưa kịp mở ra, cho nên ngày hôm nay thì bọn mình sẽ mở ra và lắp cái ghế đấy rồi thử cho xoài ngồi lên đấy coi là như thế nào. Trước khi bọn mình lắp cái ghế thì bọn mình sẽ thử làm kem mọi người ạ, tại vì mấy hôm nay ở bên này thì trời nó cũng khá là nắng nóng ấy, và hôm bữa thì mình có quay cái video mà Jay có order cái máy làm kem á mọi người đấy, cho nên hôm nay mình sẽ cho mọi người coi là Jay làm kem như thế nào, tại vì nó cực kỳ dễ luôn á. Đây, bọn mình sẽ cho mọi người coi cái máy làm kem của Jay. Can you tell about your ice cream maker? Yeah, so there's like two parts to it. You've got this big thing here, which is like a bowl. Put that in the freezer and then it goes really cold. We're going to use a blender to make the like batter, and then you put the bowl in here and then turn this thing on. And then that'll turn it, and then that's what makes the ice cream. Yeah, but then we have to make the put that bowl in the freezer for a very long time, right? Yeah, you have to put it in the freezer like the day before and then it'll be ready the next day. So what we're gonna do, we're gonna take some fruit. We're gonna do two versions. So the first one we'll use the tropical fruit with Yeah. mango and pineapple. And we're just gonna make a smoothie with that. And then the second one we'll use the strawberries and blueberries, and then we'll take the like mix that we get and then we'll put it into the bowl and then it'll churn it and then it'll make it into ice cream. You just put some of the fruit in to the blender, put a tub of this cottage cheese, a little bit of milk and some sweetener, blend it all together and then it makes like a really thick milkshake because protein in the cottage cheese makes it like really thick. How much calorie per I think it's drink? about 200 to 300. I think it's Yeah. 200, right? Very healthy, right? With a lot Yeah. of protein. Yeah. Shall we start now? Yeah. Đấy, bọn mình đã mới cho cái này là trái cây, bọn mình mua cái loại đông lạnh á. Xong rồi cho cái cottage cheese này vào. Xong rồi cho thêm một ít cái đường nhưng mà ít calorie, mà cái loại mà giống như là làm ngọt đó mọi người. Ồ. Và cuối cùng là cho thêm một ít sữa vào để giống như là dễ xay á. Oh, I thought you wanted to do the ice cream taste with that. Oh, did I? No, it's fine. I'll do this one as a... Cái đó gồm có đu đủ nè, xoài, với lại, what's that, mango, Papaya. papaya and what? Passion fruit. Passion fruit. Và hình như là chanh dây, đấy. Oh my god, that's so tasty. Bọn mình đã vừa mới uống xong sinh tố và bây giờ tiếp theo là sẽ đến phần làm kem mọi người ạ. Jay đã mới xay cái trái gì ta, cái trái việt quất với lại là dâu để làm cái kem vị dâu việt quất. Ready? Yeah. Đây, bây giờ sẽ bỏ vào trong này nhá. Đây, bọn mình sẽ đổ qua cái này, xong rồi ở bên trong nó có cái giống như là cái thanh nhựa, xong rồi nó sẽ quay để làm cho nó kiểu như là đông lại á. How long it will make the ice I cream? think maybe about 10 or 15 minutes. Okay. I think because you know we use frozen berries, because it's already quite cold, I don't think it needs to cool down as much. So I Yeah. think that's why it's quite quick. Yeah. Đây bọn mình có mua cái vỏ để đựng kem đây mọi người ạ. Trời ơi, cái này chắc rất là ngon đây. Xong rồi đây mọi người ơi. Đấy, bên trong nó sẽ giống như thế này này. Đây là ice cream, homemade ice cream của bọn mình đây. Đáng nhẽ là phải có cái muỗng lấy kem cho nó tròn. Bây giờ thì bọn mình sẽ thử. Đấy, nó giống như thế này đấy. Yeah, What do you think? it's nice. Especially in the hot summer. I know, yeah. It's quite convenient as well. You can have the stuff in the fridge and then you can make it whenever you want. Nhưng mà rất là giá trị luôn đúng không? Cái mua cái máy làm kem cũng đáng. Đây, chưa kịp ăn kem thì xoài nó đang khóc ở bên trên. Bây giờ chắc phải nhanh chóng cho em lên để bế em xoài ra thôi. Sao đây? Vừa khóc vừa cười. Sao hôm nay con dậy sớm thế?
dậy sớm thế? Đấy. Mình đã mới cho xoài ăn xong rồi. Xong rồi bây giờ là bọn mình sẽ đi lắp cái ghế ăn dặm vào để coi là em ý ngồi lên thì sẽ như thế nào. Mình sẽ cho mọi người coi một số thứ mà mình đã tranh thủ chuẩn bị cho xoài ăn dặm. Nói chung là mình cũng không biết là mình cần mua gì thêm nữa, nhưng mà đây là trước mắt là mình mua những thứ này trước. Đây, đây là cái yếm cho em ý ăn dặm. Mình đã mua từ hình như là lúc xoài 1-2 tháng tuổi. Xong rồi mình thấy nó quảng cáo, thế là mình đã đặt từ trước đó rồi. Là đây là một chiếc yếm tại vì mình thích mấy cái cầu vồng ấy, mà không biết là bây giờ em ý có mai mốt em ý có chịu đeo hay không. Và mình mua thêm một cái này nữa, nó cũng là cái áo yếm ăn dặm đó mọi người. Đấy, nó giống như thế này, là chỉ đeo vào cổ em ý thôi. Xong rồi đây là hai cái tay này, đấy mai mốt cho con đeo vào nhá. Xong rồi không biết ở đây chắc là để hứng thức ăn nó có rớt. Và đây là chiếc cốc để cho em ý tập uống nước. Đây, nó mấy cái mà mình mua thì nó là silicone á. Đây, nó giống như thế này bên trong này. Và có thể bỏ cái ống hút này ra. Nếu mà bỏ cái ống hút này ra thì em ý có thể cầm xong rồi uống từ đây này. Còn không biết là em ý có tập hút được hay không. Và đây, một chiếc chén để cho em ý ăn. Nó ở đây nó có cái giống như là cái hút đó, để nếu mà ở trên cái bàn thì nó sẽ hút vào để cho nó không có bị xê dịch ý. Mình thấy nó cũng khá là ok, một cái muỗng rất là xinh luôn á. Và đây mình đu đeo, mình thấy ở trong cái nhóm mà ăn dặm á, xong rồi mấy mẹ hay làm xúc xích cho con á, xong rồi mình cũng mua cái này để nó cũng là silicone luôn á mọi người. Mai mốt mình có thể hấp hoặc là nướng đều được. Đấy, và một chiếc dĩa. Và thêm một thứ không kém phần quan trọng, đó chính là cái ghế ăn dặm cho em ý. Đây mình cho mọi người coi. Hôm qua ở trong cái thùng này bọn mình chưa mở ra nữa, thì mình order xong rồi nó tới ngày hôm qua đấy mà bọn mình chưa kịp mở ra. Bây giờ thì mình sẽ mở ra, xong rồi Jay sẽ phụ mình lắp nó lên và cho xoay ngồi bên trong với nó như thế nào. Ngoài ra thì mình có thêm hai cái này nữa mọi người ạ. Đây là cái nó gọi là food feeder, là giống như cái mà để giúp em bé ăn để chống bị hóc á. Đây thì nó sẽ giống như thế này nhá. Đây là để cho em bé cầm này. Còn đây là cái giống như là để cho nó cái bên ngoài để cho nó sạch cho mọi người ạ. Còn bên trong thì giống như thế này đây. Ý. Bên trong nó có một cái giống như là cái ti giả mọi người. Và nó có rất là nhiều cái ống ô lộn, cái lỗ nhỏ nhỏ. Xong rồi mình thấy mọi người kêu là có thể bỏ trái cây nè, hoặc là giống như là rau củ cũng được. Giống như mình làm cho nó mềm rồi á, xong rồi mình bỏ vào đây. Xong rồi em bé sẽ nhai. Rồi mấy cái thức ăn nó sẽ, khi mà nó mềm rồi thì nó sẽ ra mấy từ cái lỗ này này. Hoặc là mai mốt mà em bé mọc răng á, thì mình có thể bỏ vào đông lạnh, giống như là bỏ sữa vào đây nè. Xong rồi em bé giống như là nó ngậm đỡ mà đau nướu á. Và nó có, lúc mà người ta giao cho mình thì nó có nhiều cỡ nữa. Cái này thì hình như là hơi to ấy, nhưng mà nó có cỡ nhỏ hơn, để cho em bé từ 4 đến 6 tháng, hoặc là từ 6 tháng đến 9 tháng hay sao á. Đấy, thì mình đã mua hai cái như này. Tại vì mình thì mình tính là cho em bé ăn, cho xoài ăn kiểu Nhật, với lại là ăn bé chỉ huy ấy. Thì nếu mà ăn bé chỉ huy thì thực ra sau này con tự cầm bằng tay ấy, thì mấy cái này nói chung là mình nghĩ giống như mấy cái trái cây, giống như là bơ hay gì mà khó ăn á. Với lại ban đầu thì chắc là sẽ để vào đây cho xoài ăn để cho mình đỡ lo ấy. Úi dồi ôi, cô chú nhìn này, mẹ đã mới cho ăn rồi mà bây giờ còn gặm cà rốt khí thế. Úi dồi ôi, gặm như kiểu là bị bỏ đói vậy. Xoài ơi, con làm gì đấy? Hả? Con ăn cái gì đấy? Nó bị vướng vào tay. Trời ơi, con ơi, Noah, con ăn cái gì đấy? Sao con gặm khí thế vậy hả? Sao con gặm khí thế vậy? Hả? Trời ơi, hết ăn cái rau cà rốt rồi, bây giờ bỏ không được nguyên cái miếng cà rốt vô trong miệng kìa. Mình không biết như thế nào mà chắc nghĩ mai mốt nếu mà cho xoài ăn kiểu ăn dặm bé chỉ huy có khi ăn khí thế luôn á. You know, I think about if we offer him a finger food, I may even think about he may like enjoy it, because now see, he can put even toy in his mouth. Yeah. Ta-da! Đây mọi người ơi, Jay đã mới lắp cái ghế lên rồi, nó sẽ giống như thế này đây. Bây giờ thì bọn mình sẽ thử cho xoài ngồi lên mọi người ạ.
Đây, cái dây này nó khá là bọn mình phải 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 cho cái dây này nó chặt lại á, tại vì xoài đang còn nhỏ quá. Con đừng nghịch, con bỏ tay ra, con bỏ tay ra ơi, con đừng ăn, con đâu gặm được cái đấy đâu. How about put tray in? So I'll put some toy in for him. He can reach it. Oh, see his feet. Đây mọi người ơi, cái này là để cho em ý kê chân này, nhưng mà bây giờ chân em ý kiểu nó chưa tới á, nhìn xoài ngồi này đấy. Ui ôi, thở dài kìa. Bọn mình thử để mấy cái đồ chơi lên bàn như vậy thì giống như là đồ ăn, coi là mai mốt xoài nó có với được không á. But I think that to see how he like grab it in the tray. Is it stick there? Yeah. Đây, cái này nó ở trên này nó cũng dính vào, nó khá là khó, khó di chuyển lắm mọi người. Đấy. How about the food feeder, anh? That yellow one. Đấy, con ăn bạn sư tử đi. Ôi, sao ấy nắm được vào cái dĩa ăn kìa. Con cầm đi, con thử cầm lên xem nào. Con cầm thử đi, con cầm được không? Sao ấy con? Đây, cho con này. Đấy mọi người ơi, thì nói chung là mình đã chuẩn bị sơ sơ những thứ cho em xoài ăn dặm, thì mình thấy mọi người bảo là cái chính là cần có cái ghế để cho em ý ngồi thẳng lưng lên á. Không biết là còn phải cần chuẩn bị thêm những gì nữa, nhưng mà em xoài đã sẵn sàng để ăn dặm rồi, và qua tuần là sẽ bắt đầu cho em ý ăn. Giờ cái gì cũng gặm, nên không biết là em ý lúc mà em ý ăn dặm thì sẽ như thế nào. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye, bye bye.